gần đi xa quá. Chưa đến. Rồi. Tiếp theo đến phần Bích Lư Thương do Nguyễn Thế Quang, Vũ Văn Tác, Võ Đường Thanh Phong biểu diễn. Chưa. Một tên ba. Thật chưa đến. Một đánh ba. Tiếp theo chương trình là tình huống 1-3 do các bạn học viên khóa K4 biểu diễn. Anh ở trước, gần trước. Anh chưa đây, chưa đây. Anh vào chuẩn bị bật sóng báo động không cái. Sau cái này phát anh bảo bật chuẩn bị. Mở. Không muốn này mở này chứ. Đâu rồi? Tất cả đạo cụ mình chuẩn bị. Để sao rồi kẹp. Tất cả đứng thành hai hàng đi. Đứng đây. Hàng thì quang, hàng là đi. Hai hàng đi. Nó lại vào hai hàng. Đứng thành hai hàng vị trí của mình đi. Quang ra đi. Yêu yêu. Thành hàng đi, lên thành hàng đi. Lư Thương do Nguyễn Thế Quang và Vũ Văn Tác, Võ Đường Thanh Phong biểu diễn. Bật nhạc ạ. Đây vào đâu đây. Thầy cho tất cả toàn trường ngồi xuống, kể cả các thầy cô. Nhưng ngày mai là phải đứng. Đánh đi. Đánh đi.
treo luôn. Quang cần trước Quang Trương. Hey! Đứng nguyên, đứng nguyên. Chuẩn bị. Hỏi nhanh luôn. Thôi vào luôn. Vâng. Đứng thế. Thầy ơi, thầy chuẩn bị đi. Thầy lương nào, lương chuẩn bị. Lập luôn, lập luôn. Lương vào luôn. Lương quấn cổ đi. Hiếu chuẩn bị. Tăng tăng chuẩn bị, Hiếu chuẩn bị. Được rồi, cái này để sửa. Tắt tắt tắt. Chuẩn bị ấy luôn. Đi anh đó. Bố tạ đi. Tiết mục dùng sắt 8 cuốn cổ cho đồng chí Lê Văn Lương, huấn luyện viên quân sự võ thuật biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thể thao. Thank you.